Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng ông Donald Trump rõ ràng sẽ là ứng viên đảng Cộng Hòa sau kết quả cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire. Cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire hôm 23 tháng 1, tiến gần hơn đến màn tái đấu với Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 tới, bất chấp đối thủ Nikki Haley tuyên bố không rời cuộc đua. Phát biểu sau khi có kết quả nói trên, ông Trump tự tin khẳng định sẽ chiến thắng dễ dàng trong cuộc bỏ phiếu tại bang Nam Carolina ngày 24 tháng 2. Đây được xem là bang quê nhà của bà Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Đáp lại, bà Haley nhấn mạnh cuộc đua còn lâu mới kết thúc, đồng thời cho rằng việc đề cử ông Trump làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa sẽ là một chiến thắng cho Tổng thống Biden. Từng là thống đốc bang Nam Carolina, bà Haley hy vọng một kết quả bỏ phiếu có lợi tại đó sẽ giúp bà có thêm sức mạnh để bước vào các cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba, ngày 5 tháng 3 tới. Cuộc bỏ phiếu ở bang New Hampshire là lần đầu tiên cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa chỉ còn có ông Trump và bà Haley. Theo hãng tin AP, ông Trump là ứng viên đầu tiên của đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở cả Iowa và New Hampshire kể từ khi hai bang này mở màn tiến trình bầu cử vào năm 1976. Đây là dấu hiệu cho thấy cử tri đảng Cộng Hòa đã nhanh chóng tập trung sự ủng hộ cho ông Trump để giúp ứng viên này thắng cuộc đua trong nội bộ đảng. Ngay cả Tổng thống Biden, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại bang New Hampshire, cũng cho rằng ông Trump rõ ràng sẽ là ứng viên đảng Cộng Hòa. Việc ông Trump có màn trình diễn ấn tượng nói trên còn đáng chú ý trong bối cảnh ứng viên này đang đối mặt với 91 cáo buộc hình sự. Cựu Tổng thống Mỹ đã biến điều này thành lợi thế để thu hút lá phiếu của cử tri đảng Cộng Hòa. Ông lập luận các vụ truy tố hình sự nhằm vào mình cho thấy Bộ Tư pháp bị chính trị hóa dù không có bằng chứng nào cho thấy giới chức tư pháp chịu sức ép của Nhà Trắng. Theo hãng tin AP, nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump cam kết siết chặt chính sách nhập cư như ngăn ngừa di cư qua biên giới Mỹ-Mexico. Trong khi đó, ông Biden cũng đang đối mặt với những thách thức riêng như nỗi lo về độ tuổi 81 của ông. Ngoài ra, nội bộ đảng Dân Chủ đang ngày càng chia rẽ về liên minh giữa chính quyền ông Biden và Israel trong cuộc xung đột ở dải Gaza. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bỏ phiếu tại các bang chiến trường.